Kính chào quý vị, Phương Thí rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Phát hiện số 1 thế giới. Tôi đến đập Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc, cơ quan chức năng chỉ ra khả năng sập. Đập lớn nhất Trung Quốc, đập Tam Hiệp được cho là tự hào về sản lượng điện lớn nhất thế giới, nhưng nó đã được chỉ ra rằng nó có thể bị sập do những trận mưa lớn xảy ra hầu như hàng năm. Nó thực sự như thế nào? Chúng tôi đã phỏng vấn hiện trường. Làng Xiaoqi, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Tôi có thể nhìn thấy đập Tam Hiệp, nó có một cửa nước và rộng khoảng 2,4 km. Lượng nước chứa gấp khoảng 60 lần đập Tokuyama, đập lớn nhất ở Nhật Bản, và gấp khoảng 1,4 lần hồ Bia. Nó sản xuất điện với 32 máy phát điện và được cho là niềm tự hào về sản lượng điện cao nhất trên thế giới. Người ta đã mất 15 năm để xây dựng con đập khổng lồ này. Nhiều ngôi làng chìm xuống đáy hồ đập, hơn 1 triệu cư dân buộc phải di rời. Làng Suyaki là một trong những nơi di cư và vào năm 2018, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm làng để thị sát. Đây là xưởng thêu ngải cứu. Ở cổng vào có treo dòng chữ của Chủ tịch Tập như khẩu hiệu. Người ta nói rằng ông đã kêu gọi họ làm việc chăm chỉ để cải thiện cuộc sống của họ. Một xưởng thêu được xây dựng để tạo công ăn việc làm cho dân làng và thu nhập hàng năm của mỗi người trong làng vào năm ngoái là 22.476 nhân dân tệ, tức là khoảng 450.000 yên, tăng gấp rưỡi trong 5 năm kể từ năm 2017 trên ruộng lúa. Nhân viên xưởng thêu nói, tôi rất vui và hạnh phúc với cuộc sống của mình hiện tại. Còn ngôi làng trước của chúng tôi, nó đã biến mất khi chúng tôi xây dựng con đập. Đập Tam Hiệp đã làm thay đổi cuộc sống của người dân rất nhiều. Mối quan tâm này cũng đã được chỉ ra. Năm 2020, lũ sẽ lần lượt xảy ra ở thượng nguồn do ảnh hưởng của mưa lớn. Người ta sợ rằng con đập sẽ bị sập vì mực nước cao hơn đáng kể so với giới hạn của con đập. Có khả năng nó sẽ sụp đổ trong tương lai không? Tôi hỏi người phụ trách. Con đập này có thể chịu được trận lũ lụt hàng thế kỷ một lần. Nền đất ở đây rất cứng, nhà điều hành nhấn mạnh. Mặt khác, chính phủ Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một con đập lớn gấp 3 lần đập Tam Hiệp ở khu tự trị Tây Tạng, bất chấp lo ngại về sự sụp đổ như vậy. Ngay cả đập Tam Hiệp khổng lồ cũng chỉ cung cấp 1% lượng điện của Trung Quốc và họ đang hướng tới việc đảm bảo nhiều điện hơn nữa. Mặc dù Ấn Độ, quốc gia có biên giới với Trung Quốc đã nói rằng nước này sẽ mất nguồn nước vào tay Trung Quốc, nhưng Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục xây đập để tạo ra điện hỗ trợ phát triển kinh tế. Trong ngày, tại năm thành phố ở Hà Bắc sẽ có mưa vừa đến mưa to. Trong ngày hôm qua, lượng mưa đã xảy ra ở nhiều nơi ở Hà Bắc. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Bắc dự báo do ảnh hưởng của đường cắt rìa cao cận nhiệt đới nên từ đêm nay đến ngày mai tại Hà Bắc vẫn có lượng mưa rõ rệt. Đài quan sát khí tượng Hà Bắc tiếp tục phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh, dự báo sẽ có mưa to từ 25 đến 50mm ở Nam Bảo Định, Thạch Gia Trang, Khang Du, Hành Thủy, Hình Đài, Hàm Đan. Từ đêm nay đến ngày mai có nơi mưa to từ 50 đến 80mm, có nơi mưa rất to từ 100 đến 150mm và có dông cục bộ kèm theo mây đối lưu mạnh như dông. Lượng mưa lớn và gió mạnh trong thời gian ngắn, các đơn vị và nhân viên có liên quan được yêu cầu chuẩn bị đề phòng. Đồng thời, Trung tâm Phòng chống thiên tai và khí tượng môi trường tỉnh Hà Bắc đã đưa ra dự báo về cấp độ rủi ro khí tượng của ngập úng đô thị. Từ đêm ngày hôm nay đến ngày mai, cấp độ rủi ro khí tượng của ngập úng đô thị ở Bảo Bình, Kangju và khu vực phía Nam là cấp 3 trở lên và khả năng xảy ra ngập úng đô thị. Trong đó, mức độ rủi ro khí tượng của ngập úng đô thị tại các khu vực thuộc trung tâm Thạch Gia Trang và miền Trung và Đông Hình Đài đạt cấp độ 1, khả năng xảy ra úng ngập đô thị là rất cao. Cụ thể, trong ngày mai, toàn tỉnh nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to ở Thạch Gia Trang, Khang Du, Hành Thủy, Hình Đài và Hàm Đan. Mưa xối xả cục bộ và mưa to từng nơi, Nam Trương Gia Khẩu, Bảo Định, Trương Gan Niu, khu vực và Lang Phường. Có dông, cục bộ có mưa vừa, kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như mưa lớn trong thời gian ngắn và gió mạnh trong thời gian ngắn. Từ đêm ngày mai đến ngày kia, toàn tỉnh nhiều mây, riêng Trương Gia Khẩu, Bảo Định, Lang Phường và phía Nam có mưa rào hoặc dông vài nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to cục bộ. Riêng phía Đông Khang Du có mưa to đến rất to, ở Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông, các khu vực khác trời chuyển mây.
Và ban ngày có gió đông bắc cấp 4 đến 5 và giật cấp 6 đến 7 ở Thạch Gia Trang, Cang Du và phía Nam. Vùng biển ven bờ và các khu vực ven biển có gió đông bắc cấp 6 đến 7 và giật cấp 8. Mưa lớn ở Thiên Tân gây ra lũ lụt, gần 100 người chết và bị thương. Kể từ khi cả nước bước vào mùa mưa vào giữa tháng 7, lượng mưa đã vượt xa những năm trước. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác ở nhiều nơi, gây ra một số lượng lớn thiệt hại về người và tài sản. Kể từ đầu năm nay, khí hậu của Thiên Tân đã trải qua những bất thường nghiêm trọng. Đầu tiên là mùa xuân bị hạn hán nghiêm trọng, sau khi bước vào mùa mưa và mùa hè thì lại gặp những trận mưa lớn, lượng mưa lớn liên tục gây ra lũ lụt và lở đất ở nhiều nơi và làm cho một số lượng lớn nhà cửa, cầu, đường và đất canh tác bị cuốn trôi, gây thương vong và thiệt hại lớn về tài sản. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 48 giờ vừa qua, theo giờ địa phương đã có ít nhất 19 người chết và hơn 20 người bị thương do thảm họa. Zhao Jianbao, người đứng đầu Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, so với lượng mưa của cùng kỳ trong vài năm qua, chúng ta có thể nói rằng lượng mưa năm nay là rất lớn, rất lớn. Tại một điểm quan trắc ở thủ đô Bắc Kinh, lượng mưa đạt 88mm trong một ngày. Ông Zhang, một cư dân của Bắc Kinh: tôi đã sống ở Bắc Kinh từ khi còn nhỏ, nhưng trận mưa lớn vào những năm 1970 đã không gây ra nhiều người chết như vậy. Theo thống kê từ các tỉnh của Trung Quốc, kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào giữa tháng 7 năm nay, lũ lụt trên khắp Trung Quốc trong năm nay đã khiến ít nhất 84 người chết, mất tích và bị thương. Để xảy ra thương vong lớn như vậy, các chuyên gia cho rằng ngoài thiên tai thảm họa do con người gây ra cũng là nguyên nhân không thể không kể đến. Do trải qua nhiều năm chiến đấu với lũ lụt nghiêm trọng, cầu đường của Trung Quốc không được bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên và bị sập khi lũ lụt ập đến, dẫn đến thương vong. Đồng thời, lũ lụt nghiêm trọng đã dẫn đến nhiều việc con đường ở Yên Mê bị phong tỏa và người dân buộc phải sử dụng đường đất trên núi và thung lũng để lưu thông. Thưa quý vị, một cơn bão mạnh đã đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc vài ngày trước, gây ra lũ lụt và lở đất ở nhiều nơi. 5 người được cho là đã thiệt mạng ở Quảng Tây. Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phối hợp đưa ra cảnh báo khí tượng thiên tai lũ quét màu đỏ đầu tiên trong năm nay. Một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trong những ngày gần đây. Vào lúc 18 giờ địa phương ngày hôm qua, Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phối hợp đưa ra cảnh báo khí tượng thiên tai lũ quét trong năm nay. Theo thông báo cảnh báo được phát đi trên Weibo chính thức của Bộ Tài nguyên nước, thông cáo của Bộ Tài nguyên nước dự kiến trong vòng 24 giờ bắt đầu từ 20 giờ tối nay, một số khu vực như rìa phía Tây Chiết Giang và Đông Bắc Giang Tây sẽ được cảnh báo bằng màu da cam và khả năng xảy ra thảm họa núi lửa là rất cao. Trong đó, khu vực Đông Bắc của Giang Tây được cảnh báo đỏ cục bộ, khả năng xảy ra thảm họa núi lửa là rất cao. Ngoài ra, các khu vực khác cũng có thể xảy ra lũ quét do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn cục bộ. Trước đó, một trận lở đất đã xảy ra tại làng Pudu, thị trấn Siang Phen, huyện Rong Xui, thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây vào lúc 4 giờ sáng. Một số ngôi nhà ở làng Khoan Đan đã bị hư hại nghiêm trọng. Với tác động của dòng nước, ngôi nhà đã bị cuốn trôi và vùi lấp, dẫn đến việc chôn cất 7 người dân trong làng. Dân làng địa phương nói với báo chí rằng một trận lụt xảy ra vào lúc 2 giờ sáng nhưng nó đã giảm xuống nhanh chóng và một trận lở đất xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng, âm thanh như sấm ầm ầm kinh thiên động địa. Hãng tin Reuters đưa tin miền Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng, gây ra lũ lụt và lở đất với một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 60 năm. Trong số đó, sau trận lở đất xảy ra ở Quảng Tây, 7 người dân được biết đã thiệt mạng do sập nhà và sau một trận mưa dông nghiêm trọng đổ bộ vào tỉnh Quý Châu ở Tây Nam Trung Quốc, lũ quét đã làm ngập các đường phố và cuốn trôi ô tô và nhà cửa. Theo dự báo thời tiết của Trung Quốc, mưa lớn ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang cũng như ở Quảng Tây dự kiến sẽ tiếp tục cho đến đầu tuần tới. Báo chí Trung Quốc đưa tin lượng mưa mùa hè năm nay nặng hơn và kéo dài hơn bình thường, đặc biệt là ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến, nơi có lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1961 được ghi nhận. Hiện tại, các phụ lưu chính của sông Tây Giang, dòng chính của sông Bắc Giang và sông Lưu Giang ở lưu vực sông Châu Giang đã phục hồi hoàn toàn. Sông Tây Giang sắp trải qua trận lụt thứ tư trong năm nay và sông Bắc Giang sẽ trải qua trận lụt thứ hai trong năm nay. Khi vành đai mưa di chuyển về phía Bắc, dự báo có thể xảy ra mưa lớn và lũ lụt ở khu vực phía Tây Nam và các phần của Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, Quý Châu, Giang Tây, Chiết Giang và những nơi khác.
Thông tấn xã Trung Quốc cho biết, Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu da cam cho nhiệt độ cao, cảnh báo màu vàng cho mưa bão, cảnh báo màu vàng cho sương mù dày đặc và cảnh báo màu xanh lam cho thời tiết đối lưu mạnh lúc 6 giờ ngày hôm nay. Ngoài ra, vào lúc 18 giờ ngày hôm qua, Cục Khí tượng Trung Quốc và Bộ Tài nguyên nước đã ban hành cảnh báo khí tượng thiên tai lũ quét màu đỏ đầu tiên trong năm nay và Bộ Tài nguyên đã ban hành cảnh báo rủi ro khí tượng thiên tai địa chất. Theo cảnh báo nhiệt độ cao màu da cam do Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra, vào ban ngày thời tiết sẽ có nhiệt độ cao 35-36 độ C ở khu vực Tân Cương, Tupan, Đông Nam Nội Mông, Đông Bắc Thiểm Tây và Đồng bằng Quan Trung, Trung và Nam Bắc Kinh. Trong số đó, Nam Hà Bắc, Sơn Tây nhiệt độ ở phía Bắc, Tây và Bắc của Hà Nam có thể đạt trên 40 độ C. Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra cảnh báo mưa rông màu vàng. Dự báo 8 giờ ngày hôm nay đến 8 giờ ngày mai có mưa to đến rất to ở các khu vực Đông Bắc Nội Mông, Tây Bắc Hắc Long Giang, Nam Chiết Giang và Bắc Nam Trung Quốc. Trong đó, Đông Bắc Giang Tây và Tây Nam Chiết Giang có mưa to đến rất to từ 100 đến 180mm ở các khu vực của Trung Quốc, Đông Bắc Quảng Tây và Đông Bắc Quảng Tây và có mưa dông cục bộ kèm theo dông lốc và gió giật mạnh. Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra cảnh báo sương mù màu vàng, dự báo từ ban ngày đến đêm nay có sương mù với tầm nhìn dưới 1 km trên vùng biển phía Bắc và Trung Bộ, biển Bột Hải, eo biển Bột Hải, hầu hết các hoàng hải, vùng nước ven biển của bán đảo Liêu Đông và vùng biển ven biển phía đông của bán đảo Sơn Đông. Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra cảnh báo màu xanh lam đối lưu mạnh, dự báo từ 8 giờ ngày hôm nay đến 8 giờ ngày mai gió giật cấp 8, cấp 10, cục bộ cấp 11 trở lên, mưa dông, gió giật mạnh hoặc thời tiết mưa đá. Cục Khí tượng Trung Quốc và Bộ Tài nguyên nước đã phối hợp đưa ra cảnh báo khí tượng đối với thảm họa núi lửa. Từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay, khả năng cao xảy ra thảm họa núi lửa cảnh báo màu cam ở các bộ phận ở miền Tây Chiết Giang và những nơi khác báo động đỏ. Các khu vực khác cũng có thể gây ra lũ quét do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn cục bộ. Tổng cục Khí tượng và Bộ Tài nguyên Trung Quốc đã phối hợp đưa ra cảnh báo rủi ro khí tượng địa chất. Từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay, thảm họa địa chất đã xảy ra ở các khu vực phía Tây Chiết Giang, Nam An Huy, Bắc Phúc Kiến, Đông Bắc Giang Tây và Đông Bắc Quảng Tây, nguy cơ cao với cảnh báo màu da cam. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất đến từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.